Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình Krông Búc. Chương trình hôm nay mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung chính sau đây. Huyện ủy Krông Búc trao tặng huy hiệu Đảng nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thường trực huyện ủy làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Chư Bông, xã Ngai, xã Chư Bô. Ủy ban nhân dân huyện Krông Búc tham dự hội nghị trực tuyến phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020 do chính phủ tổ chức. Ủy ban nhân dân huyện Krông Búc họp ban chỉ đạo đôn đốc thu thuế và chống thất thu ngân sách nhà nước. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Krông Búc đồng diễn mùa áo dài. Giải cứu hai cháu bé bị cha mẹ nhốt trong nhà nhiều ngày. Cảnh sát giao thông công an huyện Krông Búc ra quân tổng kiểm soát giao thông trên địa bàn huyện. Đoàn xã Chư Bô phối hợp với các đơn vị từ thiện tặng quà cho các hộ nghèo. Xã Ngai tổng kết 5 năm triển khai phong trào xã hội học tập giai đoạn 2015-2020. Sau đây là nội dung của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, vào sáng ngày 19 tháng 5 năm 2020, huyện ủy Krông Búc đã tổ chức lễ trao tặng huy hiệu 45, 40 và 30 năm tuổi đảng cho các đảng viên có tuổi đảng tròn, hiện đang sinh hoạt tại các cơ sở đảng trực thuộc. Đến dự có đồng chí Huỳnh Tiến Thắng, Bí thư huyện ủy, đồng chí Hoàng Sĩ Hùng, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện. Trong đợt trao tặng huy hiệu đảng dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ huyện Krông Búc có 10 đảng viên vinh dự được nhận huy hiệu đảng. Các đồng chí hiện đang sinh hoạt tại Đảng bộ Chư Bô, Bưng Đờ Rang, Tân Lập và Đảng bộ cơ quan chính quyền huyện. Tại buổi lễ, các đồng chí trong Thường trực huyện ủy và Ban Thường vụ đã trao huy hiệu đảng cho các đảng viên vinh dự được nhận huy hiệu đợt này. Phát biểu chúc mừng các đảng viên, đồng chí Huỳnh Tiến Thắng, Bí thư huyện ủy ghi nhận những cống hiến của các đảng viên lão thành, đồng thời trân trọng gửi lời chúc sức khỏe tới các đảng viên cũng như gia đình và đề nghị các đồng chí tiếp tục phát huy phẩm chất kiên trung của người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, tiếp tục có những cống hiến cho công cuộc bảo vệ xây dựng địa phương đất nước. Đại diện cho các đảng viên được nhận huy hiệu đảng dịp này, đồng chí Trần Trọng Thục, đảng viên được nhận huy hiệu 40 năm tuổi đảng, hiện đang sinh hoạt tại Đảng bộ Bưng Đờ Rang, đã bày tỏ niềm vinh dự tự hào khi được nhận huy hiệu đảng trong dịp sinh nhật Bác. Qua đây, đồng chí cũng bày tỏ quyết tâm của bản thân trong thời gian tới tiếp tục nỗ lực cống hiến cho sự nghiệp vẻ vang của Đảng. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua đồng chí Huỳnh Tiến Thắng, Bí thư huyện ủy đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Chư Bông. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Phan Hoàng Lâm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng huyện ủy. Tại buổi làm việc, lãnh đạo Đảng ủy xã Chư Bông đã báo cáo khái quát tình hình thực hiện nhiệm vụ quý 1, phương hướng nhiệm vụ quý 2 năm 2020, công tác phòng chống dịch COVID-19 và công tác chuẩn bị đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ 9, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong quý 1 2020, Đảng bộ xã Chư Bông tiếp tục lãnh đạo địa phương thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, đạt được kết quả đáng ghi nhận. Thương mại và dịch vụ được duy trì phát triển ổn định, thu ngân sách đạt 27,1% dự toán Hội đồng nhân dân xã giao. Tuy nhiên, do tình hình hạn hán kéo dài nên hoạt động sản xuất nông nghiệp của người dân gặp khó khăn. Về công tác xây dựng Đảng tiếp tục được tăng cường, hoạt động của các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt, công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn xã Chư Bông triển khai hiệu quả. Đến thời điểm sáng ngày 12 tháng 5, đã có 25 trên 27 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Chư Bông tổ chức thành công đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. Đảng bộ cũng đang tiến hành các bước để chuẩn bị cho đại hội Đảng bộ xã lần thứ 9, nhiệm kỳ 2020-2025. Các đồng chí tham gia buổi làm việc cũng đã tiến hành thảo luận về công tác chuẩn bị đại hội Đảng bộ xã, tình hình phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và công tác phòng chống dịch COVID-19 của xã Chư Bông. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua đồng chí A Jun Hờ Hương, Phó Bí thư huyện ủy đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Ngai. Tại buổi làm việc, các đồng chí trong đoàn công tác của huyện ủy và các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy xã Ngai đã tiến hành đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý 1, phương hướng nhiệm vụ quý 2 năm 2020, công tác phòng chống dịch COVID-19 và công tác chuẩn bị đại hội Đảng bộ xã Ngai nhiệm kỳ 2020-2025. Trong quý 1 2020, Đảng ủy xã Ngai tiếp tục lãnh đạo địa phương thực hiện nhiệm vụ đạt được những kết quả nhất định, quốc phòng an ninh chính trị tiếp tục được củng cố. Về công tác xây dựng Đảng,
Đảng bộ đã tiến hành thành lập một chi bộ mới, đồng thời các chi bộ trực thuộc cũng đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020-2022. Hiện nay, Đảng bộ E Ngai đã xây dựng xong dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm tập thể ban chấp hành Đảng bộ và báo cáo tổng hợp góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện của các chi bộ trực thuộc, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội. Đảng ủy xã E Ngai đã ban hành kế hoạch phòng chống dịch COVID-19, các hoạt động tuyên truyền hỗ trợ người dân được triển khai với nhiều hình thức đa dạng phong phú. Qua đó, công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn xã E Ngai thời gian qua được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua, đoàn công tác của huyện ủy do đồng chí Huỳnh Kiến Thắng, bí thư huyện ủy làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với lãnh đạo xã Chư Bô về tình hình phát triển kinh tế xã hội những tháng đầu năm và công tác chuẩn bị đại hội cấp cơ sở. Tại buổi làm việc, Đảng ủy xã Chư Bô đã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ quý 1, công tác phòng chống dịch COVID-19 và công tác tổ chức đại hội. Đến nay, tổng thu ngân sách của xã là 198 triệu đồng, chiếm 29,86% kế hoạch, giao quân là 25 công dân, đạt 100%. Các chỉ tiêu về kinh tế xã hội, an ninh trật tự đều đạt được những kết quả tích cực. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai kịp thời, không có hộ dân nào thiếu đói. Trong thời gian qua, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của xã đã triển khai nhiều biện pháp tích cực để phòng chống dịch bệnh, xử phạt nghiêm các trường hợp không thực hiện nghiêm các quy định của chính phủ về phòng chống dịch. Đặc biệt, tại thời điểm này, cơ bản các chi bộ trực thuộc đã đại hội xong cấp cơ sở theo đúng quy định. Công tác nhân sự chi ủy chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 được các chi bộ thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình hướng dẫn, đảm bảo tính khách quan, phát huy dân chủ và trách nhiệm của cán bộ đảng viên trong công tác ứng cử và đề cử. Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Huỳnh Chiến Thắng, bí thư huyện ủy Krông Búc đã đề nghị Đảng ủy xã cần làm tốt công tác nhân sự cho đại hội cấp xã. Cùng với đó, các văn kiện liên quan đến đại hội cũng như công tác giải quyết khiếu nại tố cáo cần được giải quyết kịp thời, tránh để phiền hà, kéo dài, ảnh hưởng tới nhiệm vụ chính trị. Công tác an ninh trật tự cần được nâng cao, vai trò của lực lượng nòng cốt kịp thời phát hiện và có biện pháp trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương được ổn định trước thềm đại hội. Thưa quý vị và các bạn, vào chiều ngày 15 tháng 5, Chính phủ đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020. Tham dự tại điểm cầu huyện Krông Búc có đồng chí Vũ Văn Mỹ, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. Hội nghị nhằm đánh giá toàn diện công tác phòng chống thiên tai của nước ta năm 2019, những vấn đề tồn tại, bài học kinh nghiệm từ thực tế công tác chỉ đạo, điều hành trong thời gian vừa qua. Hội nghị cũng đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm đối với công tác phòng chống thiên tai năm 2020. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, tại hội nghị Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng đã yêu cầu Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, các bộ ngành địa phương và người dân cần tổ chức nghiên cứu quán triệt và có kế hoạch triển khai chỉ thị 42 của Ban Bí thư, ban hành tháng 3 năm 2020 một cách đồng bộ hiệu quả. Theo dõi chặt chẽ dự báo, không được để tình trạng chủ quan ở bất kỳ cấp nào, khâu nào. Trong mọi tình huống thì phải đặt an toàn của người dân lên hàng đầu. Thưa quý vị và các bạn, nhằm đánh giá tình hình thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện tháng 4, tháng 5 và đề ra giải pháp thu ngân sách tháng 6 năm 2020. Vào sáng ngày 15 tháng 5, Ủy ban nhân dân huyện Krông Búc tổ chức họp Ban chỉ đạo đôn đốc thu thuế và chống thất thu ngân sách nhà nước. Cuộc họp do đồng chí Phan Hoàng Lâm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, trưởng ban chỉ đạo chủ trì. Thực hiện kế hoạch công tác thu thuế phí năm 2020 để phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngay từ đầu năm, Chi cục thuế khu vực đã tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương trong công tác thu ngân sách nhà nước. Việc thực hiện các đề án thu thuế được triển khai tích cực, đã thực hiện nhiều biện pháp để thu nợ, xử lý nợ thuế, ban hành quy chế phối hợp trong công tác quản lý thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán trên địa bàn huyện, thực hiện đề án về chống thất thu thuế, thu nhập doanh nghiệp kinh doanh phân bón, đề án chống thất thu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp cà phê, chống thất thu thuế trên khâu lưu thông, đề án chống thất thu thuế tài nguyên, quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải. Lũy kế đến ngày 14 tháng 5 năm 2020, tổng thu ngân sách nhà nước cả bổ sung trong năm trên địa bàn huyện Krông Búc đạt 200 tỷ 390 triệu đồng, bằng 50,55% dự toán tỉnh giao, bằng 49,18% dự toán hội đồng nhân dân huyện giao.
Tại cuộc họp, các đồng chí tham dự cũng đã tập trung thảo luận về công tác thu ngân sách nhà nước những tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ giải pháp chống thất thu, thu nợ 2 tháng còn lại của quý 2 năm 2020. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua, Ủy ban Nhân dân huyện Krông Búc đã tổ chức lễ trao quyết định bổ nhiệm trưởng phòng kinh tế hạ tầng và phó phòng lao động thương binh xã hội huyện. Theo quyết định số 1365 QĐ-UBND ngày 4 tháng 5 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Krông Búc, quyết định điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Thế Anh đến nhận công tác và bổ nhiệm giữ chức vụ trưởng phòng kinh tế và hạ tầng huyện, thời gian giữ chức vụ là 5 năm, kể từ ngày 4 tháng 5 năm 2020. Cũng tại buổi lễ, theo quyết định số 1400 QĐ-UBND ngày 7 tháng 5 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Krông Búc, quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm bà Võ Thị Hoa Hồng đến nhận công tác và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó trưởng phòng Lao động Thương binh Xã hội huyện Krông Búc, thời gian giữ chức vụ 5 năm kể từ ngày 11 tháng 5 năm 2020. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh nhật Bác, cùng với các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, vào sáng ngày 18 tháng 5, Hội Liên hiệp Phụ nữ 7 xã của huyện Krông Búc đã tổ chức đồng diễn Mùa áo dài. Màn đồng diễn của các hội viên phụ nữ huyện Krông Búc được đồng loạt tổ chức tại các cơ sở hội trong khung thời gian từ 7 giờ đến 8 giờ, với sự tham gia của trên 200 hội viên. Đây là hoạt động nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi cho cán bộ hội viên. Trên tinh thần, mỗi phụ nữ chọn cho mình một môn thể thao thích hợp để tập luyện hàng ngày, qua đó hình thành nền nếp rèn luyện thân thể, sức khỏe, hoàn thiện thể chất, giáo dục tư tưởng, đạo đức lối sống, làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần của chị em hội viên phụ nữ. Qua các động tác múa áo dài truyền thống theo kịch bản của Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp trên do chị em hội viên phụ nữ huyện Krông Búc thể hiện, đã góp phần tôn vinh giá trị văn hóa của áo dài Việt Nam. Thông qua hoạt động này, cũng đồng thời nhằm giúp chị em hội viên phụ nữ giao lưu học hỏi, tăng cường tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong công việc cũng như cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, Công an huyện Krông Búc đã tiến hành xác minh và giải cứu thành công hai cháu bé, có cả bố và mẹ có tiền sử bị bệnh tâm thần. Hai cháu đã bị nhốt trong nhà nhiều ngày, Công an huyện đã bàn giao hai cháu cho người thân nuôi dưỡng, đồng thời đã đưa bố mẹ của hai cháu đến bệnh viện tỉnh Đắk Lắk để chữa trị. Hai cháu bé được giải cứu là Hoàng Thị Hồng, 14 tuổi, và Hoàng Thị Ngọc Mạnh, 8 tuổi. Trước đó, sau khi hết thời gian nghỉ học để phòng chống dịch bệnh COVID-19, bên phía nhà trường, nơi cháu Hồng theo học, không thấy cháu đến lớp nhiều ngày. Ngày 10 tháng 5 năm 2020, Công an huyện Krông Búc nhận tin báo và nhanh chóng vào cuộc xác minh, thì phát hiện vợ chồng ông Hoàng Ngọc Hân và bà Tưởng Thị Nga, thường trú tại thôn Cát Năm, xã Chư Bô, huyện Krông Búc, là bố mẹ hai cháu bé, có biểu hiện bệnh lý tâm thần tái phát. Thường xuyên đóng kín cửa, không tiếp xúc với người ngoài, kể cả người thân trong gia đình. Chính hai vợ chồng đã nhốt hai con của mình trong căn nhà nhỏ nhiều ngày qua, không cho ra ngoài. Lãnh đạo Công an huyện Krông Búc phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương đã nhiều lần tuyên truyền vận động, yêu cầu hai vợ chồng anh Hân mở cửa, đưa cháu bé ra ngoài, nhưng hai vợ chồng anh Hân không chấp hành. Lãnh đạo Công an huyện Krông Búc phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương đã nhiều lần tuyên truyền vận động yêu cầu hai vợ chồng anh Hân mở cửa, đưa cháu bé ra ngoài, nhưng hai vợ chồng anh Hân không chấp hành, có biểu hiện hoang tưởng và chuẩn bị các vật dụng để chống lại tất cả những ai muốn xâm nhập vào nhà. Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh và Ủy ban Nhân dân huyện, Công an huyện đã xây dựng kế hoạch giải cứu hai cháu bé. Kết quả đến 15 giờ 15 phút ngày 11 tháng 5 năm 2020, lực lượng Công an huyện dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Nguyễn Trần Tuấn, trưởng Công an huyện, phối hợp với phòng PK02 Công an tỉnh tiến hành phá cửa ập vào nhà, khống chế hai vợ chồng anh Hân và chị Nga, giải cứu đưa thành công hai cháu bé ra ngoài. Hiện hai cháu bé đã được an toàn, sức khỏe ổn định và giao cho người thân chăm sóc. Anh Hân và chị Nga đã được đưa đi bệnh viện tâm thần tỉnh Đắk Lắk để chữa trị, toàn lực lượng tham gia giải cứu an toàn. Thưa quý vị và các bạn, vào sáng ngày 15 tháng 5, lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện đã ra quân tổng kiểm soát phương tiện, xử lý vi phạm để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội trên địa bàn huyện theo kế hoạch 113 ngày 11 tháng 5 của Công an tỉnh Đắk Lắk. Theo đó, cảnh sát giao thông Công an huyện Krông Búc sẽ bố trí lực lượng phương tiện thiết bị kỹ thuật tập trung kiểm soát các loại phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trên các tuyến đường liên thôn liên xã, đường tỉnh lộ
và phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh trên tuyến quốc lộ đoạn đi qua địa bàn huyện. Trong đó đặc biệt chú ý xử lý vi phạm về không có các loại giấy tờ liên quan, nồng độ cồn, ma túy, tốc độ, làn đường, phần đường, tránh vượt sai quy định, không đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, lạng lách đánh võng, chở quá tải trọng cho phép, xe hết hạn sử dụng, quá hạn kiểm định, nhằm kiềm giảm tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông, đảm bảo trật tự xã hội. Đồng thời, lực lượng cảnh sát giao thông huyện cũng sử dụng các loại camera để ghi lại toàn bộ hoạt động trong công tác, các hành vi không chấp hành hiệu lệnh của người tham gia giao thông để có cơ sở xử lý vi phạm thuyết phục. Thưa quý vị và các bạn, nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân huyện, vừa qua, Đoàn Kiểm tra Liên ngành Vệ sinh An toàn Thực phẩm huyện Cờ Rông Búc đã tiến hành kiểm tra các cơ sở dịch vụ ăn uống trên địa bàn 7 xã. Nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đặc biệt là các cơ sở dịch vụ ăn uống như quán ăn, quán cà phê, Đoàn Liên ngành của huyện đã kiểm tra đánh giá cụ thể công tác quản lý về đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong thời gian qua. Đoàn Kiểm tra Liên ngành của huyện đã tiến hành kiểm tra đột xuất một số cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ ăn uống, các quán cà phê, bếp ăn tập thể và các cơ sở kinh doanh hàng ăn nhỏ lẻ. Qua kiểm tra cho thấy, các cơ sở cơ bản đã đảm bảo được công tác vệ sinh an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, vẫn còn một số cơ sở chưa có giấy phép đăng ký kinh doanh, giấy khám sức khỏe, buôn bán các sản phẩm không rõ nguồn gốc. Đoàn đã nhắc nhở, xử phạt vi phạm hành chính theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời yêu cầu các cơ sở cần khắc phục kịp thời. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua, Đoàn xã Chư Bô đã phối hợp với các đơn vị thiện nguyện tổ chức buổi phát quà hỗ trợ cho 40 hộ nghèo trên địa bàn xã sau thời gian giãn cách xã hội vì dịch bệnh COVID-19. Tại buổi tặng quà, hơn 40 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Chư Bô đã được nhận các phần quà bao gồm gạo, mì tôm, nước mắm, muối, dầu ăn, nước rửa chén và tiền mặt. Mỗi phần quà trị giá 360.000 đồng. Tổng giá trị các phần quà là hơn 14 triệu đồng. Chương trình tặng quà cho người nghèo được các đơn vị thiện nguyện phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành nhằm hỗ trợ cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, phần nào ổn định cuộc sống sau thời gian giãn cách xã hội vì dịch bệnh COVID-19. Phần cuối chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin Xã Anh Hai tổng kết 5 năm triển khai phong trào xã hội học tập giai đoạn 2015-2020. Trong 5 năm qua, Ban chỉ đạo xây dựng xã Anh Hai đã tham mưu tốt cho chính quyền địa phương, các ngành đoàn thể đẩy mạnh công tác chỉ đạo xây dựng xã hội học tập. Qua đó, xã đã đạt được những kết quả hết sức tích cực. Tổng số người dân biết chữ đạt tỷ lệ 99% tổng số dân, đạt chuẩn xã mù chữ cấp độ 2, có 9 thôn buôn đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2 từ năm 2016 đến năm 2018. Kết hợp với trung tâm dạy nghề huyện, tổ chức mở lớp đào tạo chăn nuôi gà, nuôi heo cho 112 học viên. Kết thúc hội nghị tổng kết, Ủy ban Nhân dân xã Anh Hai đã tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai phong trào xã hội học tập giai đoạn 2015-2020 trên địa bàn xã. Nội dung trên đã kết thúc chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình Cờ Rông Búc hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.